Ồ, cả hai anh em hôm nay mình nhân dịp ngày Noel mình xin chúc cho tất cả gia đình của anh em đang xem video này được ấm áp bên gia đình và người thân, và Tết cũng gần đến và có một cái Tết năm mới thật là hạnh phúc bên gia đình và người thân. Nên mình sẽ gửi đến anh em một cái dự án của thằng Nga kèo Kid Exchange này, nhưng mà rất lâu nay nó ra một cái sự kiện là giới thiệu một người. Hôm nay các bạn đăng ký sẽ bạn các bạn sẽ nhận được 50.000 kit. Các bạn. Nhân Noel những con quét những này kia đồ nó rất là khuyến mãi cho mình và những ra những sự kiện rất là nhiều. Nên anh em chiến mình tham gia sự kiện cũng rất nhiều nên mình cũng không có làm bận quá, mình cũng làm video cho tất cả các anh em được. Link tải và link hướng dẫn đăng ký cho tất cả anh em thì mua để phần mô tả đó. Anh em chơi đi nó có cấp độ nè, anh em mình nói sơ qua, anh em tiện được 5 người thì anh em được nhận 50.000 kit nữa nè anh em. Rồi anh em tiện 25 là 100.000 kit nha anh em, thì con số này hệ thống nó dài dài hoài nè anh em, là chừng nữa những người này giao dịch thì anh em có thể ăn hoa hồng của những người này nè anh em. Và sự kiện này nó cũng sắp kết thúc rồi anh em ơi, cứ khoảng mùng 1 tháng 1 thì nó sẽ cho mình chay, và mình sau khi nữa anh em KIC anh em nhận thêm cơ khoảng 70.000 kit đó nha anh em. Rồi mình cũng đã hứa với tất cả các anh em là mình con quét này nè, khoan anh em thông cảm, anh em chờ chút nha. Trong tuần qua mình kiếm kèo rất là ngon cho tất cả anh em, cái kèo là kiếm một kèo ngon kiếm 100 s một ngày đăng ký nè anh em. Kèo này anh em mình chưa có làm video rút tiền cho anh em được, anh em thông cảm anh em, vì mình KIC bữa nay chưa thành công, đây mai mình KIC lại, chừng nào thành công mình sẽ hướng dẫn anh em rút tiền cho anh em Việt Nam đồng anh em. Hiện giờ mình đang mai mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái sàn để bán cái đồng Coinbit này anh em. Mày nên tìm cái sàn nào mà cho giao dịch cho lệ phí rẻ cho ít có mắc phí để cho anh em rút thằng nào có biết về, có biết sẽ có khoảng 3 ngày nữa anh em ơi. Giờ anh em đăng ký KIC kiếm cái sàn nào bán cái đồng BTC mà đừng cho mắc phí là mình chơi anh em. Mai mình sẽ làm video hướng dẫn cho tất cả anh em ha. Vì mình cũng KIC cái thằng kèo trước chưa có được á, nên mình chưa có làm video hướng dẫn anh em rút tiền, mong anh em thông cảm nha. Vậy video mình làm video này chủ yếu là mình chúc cho tất cả anh em có một cái mùa Noel và cái mùa Tết thật là ấm áp nha tất cả anh em. Xuân đến. Chào tạm biệt tất cả anh em nha. Và mình cũng chia buồn cho những bạn KIC kèo có biết không thành công đó. Nữa đi mình có rút tiền gì được thì chắc mình cũng bỏ ra chút ít tặng lại cho anh em quá. Vậy video mình chào tạm biệt tất cả anh em nha.